chuẩn tài này cộng 38.811.000 này. Đấy anh em nhìn chưa? Tài 554. Anh em ạ, ở cái thời đại này rồi, không ai còn phải kiếm tiền theo cái kiểu bán mặt cho đất, bán lưng cho rời nữa anh em nhé. Mà bây giờ là cái thời buổi công nghệ, game tài xỉu, game sóc đĩa, hay là đánh bài online, hay là cờ bạc online nó rất nhiều. Bây giờ không thể nào anh em phải đi kiếm tiền như ngày xưa nữa. Đấy, đi làm thêm làm mướn, phải làm thêm làm mướn mới có đồng tiền để trang trải cho cuộc sống. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái phần mềm có thể lách được tất cả các thuật toán của các game tài xỉu, game sóc đĩa online đổi thưởng trên mạng hiện nay. Đối với những anh em nào mà đã từng chơi những con game Sunwin, Go88 hay Cubet, anh em cũng biết rồi. Anh em mà đã từng thua tha bán nhà, anh em biết rồi. Đấy, thì cái phần mềm này nó có thể báo được trước kết quả cho anh em biết trước về tài hay về xỉu. Thì đây là cái giao diện phần mềm, và khi anh em truy cập nó sẽ có đầy đủ tất cả các tựa game. Nếu anh em muốn nó hack được cái thuật toán của game nào thì anh em bấm vào game đó. Chẳng hạn mình muốn thử trên game Sunwin thì anh em click vào game Sunwin và đợi nó lách thuật toán, nó load xong nó sẽ hiển thị ra tool. Đấy, thì đây là cái tool báo tài báo xỉu này. Đấy, anh em nhìn thấy chữ tài chữ xỉu này, thì nó báo nháy xanh báo đánh, anh em đánh vào tài, nháy đỏ đánh vào xỉu. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào trực tiếp thực tế để test thử cho anh em trên con game Sunwin anh em nhá. Đây nhá anh em nhá, thì đây là cái phần mềm bên tôi này, cái tool tài xỉu này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ dạy anh em cách vào này. Anh em chọn vào game Sunwin đấy để nó hack cái thuật toán của Sunwin, sau đó là nó sẽ hiển thị ra cái tool này. Đấy, thì anh em bấm vào cái game con game Sunwin cho tôi đấy, và chọn mục tài xỉu. Đấy, vừa nháy xỉu vừa nháy đỏ này thì về xỉu luôn này, anh em nhớ chưa? Rồi cùng chờ tay tiếp theo xem nó báo gì nhá. Đây, số vốn của tôi ban đầu là có 5 triệu này. Đây 5 triệu này, em nhớ chưa? Đấy, tôi sẽ đánh all in tất cả các lệnh cho anh em để thấy anh em thấy cái độ chuẩn xác của nó. Nháy đỏ này thì chắc chắn nó là xỉu rồi. Tôi đánh all in vào xỉu luôn này. Đấy, đánh all in 5 triệu vào xỉu luôn này. Đây anh em nhìn kỹ này. Đó. Thì cái phần mềm này tôi dám cam kết tỷ lệ thắng của nó là 95%, đánh 10 ăn 9 sai 1 thôi anh em nhá. Đánh 10 ăn 9. Đấy, thì đây là cái số tiền mà bên tôi vừa đi chốt lời trong cái số tuần vừa qua, anh em nhớ chưa? Đây, tiền đô, tiền Việt đều có cả anh em nhá. Thì cái phần mềm này giúp cho anh em có thể kiếm được 15 đến 20 triệu một ngày. Nếu anh em tùy theo số vốn của anh em thì anh em cần liên hệ qua số điện thoại được để dưới màn hình để được biết thêm chi tiết về phần mềm anh em nhá. Đây, cùng chờ kết quả xem về xỉu không này. Tôi dám khẳng định 100% xỉu luôn anh em nhá. Rồi, cộng 9.900.000 vào xỉu này, anh em nhìn chưa? Rất chuẩn xác anh em nhá. 10 điểm xỉu, 622, 10 điểm xỉu. Đấy. Rồi, cùng chờ tay tiếp theo xem nó báo gì. Thì đối với những bạn nào mà ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn thì qua trực tiếp cửa hàng, còn nếu không qua được thì mình có thể cài từ xa cho các bạn. Rồi, báo tài rồi nhá. Nháy tài thì tôi đánh all in 9.900.000 vào tài. Đây này. Đấy. Thì số vốn ban đầu là 5 triệu. Để tí nữa tôi sẽ test cho anh em tầm 3 tay xem cái số tiền nó lên bao nhiêu anh em nhá. Đấy, lúc nãy là tôi đánh 5 triệu rồi đánh all in lên 9.900.000. Tí nữa thắng tay này tôi đánh all in tiếp cho anh em. Thì tại sao tôi dám đánh all in cái số tiền lớn như vậy? Bởi vì tôi biết chắc cái phần mềm bên tôi là nó chuẩn xác anh em nhá. Chứ không có chuẩn xác làm sao tôi dám đánh. Đấy. Rồi, cùng chờ kết quả anh em này. 3, 2, 1 này. Rồi, cùng chờ kết quả xem phải ra gì. Ra kết quả có phải là tài không anh em nhé. Rồi, chuẩn tài, chuẩn tuyệt đối. Đây, 3, 4, 4, 11 điểm tài. Cộng 19 triệu 600 ngàn này. Anh em nhìn số tiền lên này. Đấy, thì bây giờ tôi thời gian clip không có nhiều. Tôi sẽ test cho anh em tay cuối để anh em cảm nhận về độ chuẩn xác. Rồi, báo tài tiếp nhá. Tôi đánh 19 triệu vào tài này, 19 triệu 600 vào tài này. Đấy. Thì tôi dám khẳng định luôn tay này chắc chắn đúng và lên đến số tiền là từ 19 triệu 600 thì nó sẽ lên khoảng tầm 39 triệu 200 gì đấy. Hoặc là 38 triệu bao nhiêu đấy. Thì anh em cài phần mềm, anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng bên tôi để cài, hoặc là không qua được thì kết bạn Zalo để tôi sẽ cài qua Zalo cho anh em. Đấy. Tay này tôi chắc chắn với anh em là tài luôn nhé. Khi mà tôi đã sử dụng phần mềm, tôi đánh all in cái số tiền lớn như vậy. Đấy, tôi nhắc lại với anh em là chắc chắn phải chính xác tôi mới dám đánh anh em nhé.
Rồi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở, cân tiền cân cửa mở này. Chuẩn tài này, cộng 38 triệu 811 nghìn này. Đấy, anh em nhìn chưa? Tài, 554, 14 điểm tài. Thì không chơi nữa, anh em bấm vào nút 3 chấm để nó thoát phần mềm ra. Và anh em muốn chơi game nào thì anh em chọn tiếp game đó. Thì anh em có nhu cầu liên hệ số điện thoại để trên màn hình để được tư vấn và cài đặt từ xa anh em nhé. Cảm ơn anh em xem clip. Đấy thì các bạn, rồi tài các bạn hiểu chưa? Tất cả các bạn thì đây là cái tool bên mình. Và mình có thể, cái tool này có thể chơi được tất cả các cổng game tài xỉu, game sóc đĩa. Ở đây mình đang test trên body game của sọc Cubet này. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra. Đấy, thoát ra để mà test thử trên cổng game tài xỉu. Thì hôm nay mình lựa chọn cổng game tài xỉu bên mình là cổng game Go88. Thì các bạn cũng thấy đây là tất cả các cổng game có thể hack được. Đấy, đây mình sẽ chọn game Go88 này test cho các bạn này. Để đợi nó loát 100%. Sau đó này nó sẽ hack được cái cổng game Go88. Đấy, thì sau khi nó hiển thị như thế này, đấy, nháy đỏ này. Đấy, thì các bạn lưu ý là đèn nháy đỏ và nháy xanh. Thì nháy xanh mình đánh tài, nháy đỏ đánh xỉu. Bây giờ mình sẽ vào Go88 để test cho các bạn. Đấy, đợi nó kết nối xong này. Thì các bạn lưu ý, thì cái tool này bên mình cài đặt. Đấy, đấy các bạn vào lựa chọn game tài xỉu nhá. Thì báo xanh các bạn đánh vào tài, báo đỏ các bạn đánh vào xỉu, rất đơn giản, rất dễ chơi, điện thoại nào cũng có thể cài được các bạn nhá. Thì ở đây mình có số vốn là hơn 400.000, thì mình sẽ thực hiện tất cả các lệnh đánh là lệnh đánh all in các bạn nhá. Tức là có bao nhiêu tiền mình đánh tất, đây này, nháy xanh này, nháy xanh này thì nó là tài rồi, có bao nhiêu tiền mình đánh tất vào tài hơn 400.000, mình đặt tất vào tài các bạn này. Thì các bạn mua tool bên mình, các bạn nên lưu ý là khi các bạn để tránh các bạn xem những clip mà trên mạng sau đó các bạn tiền mất tật mang, thì các bạn hãy xem cách người ta quay video ấy. Có những chỗ người ta quay 100-200.000 một lệnh đánh, rồi là vẫn đánh đều tiền 100-200.000. Tại sao ông có tool mà ông lại phải đánh 100-200.000 là sao? Tôi đang đặt câu hỏi cho những cái người mà bán tool như vậy. Để các bạn cứ đặt câu hỏi tại sao ông lại phải đánh 100-200.000, tại sao ông có bao nhiêu tiền ông đánh tất đi, ông quay video có bao nhiêu tiền ông đánh all in tất đi. Thế đấy mới là tool các bạn nhá. Còn các bạn cài tool bên mình, để các bạn cài đặt xong các bạn mới thanh toán các bạn nhá. Đây cùng chờ kết quả này. Xem có phải tài không các bạn nhá. Đấy, thì mình sau đúc cái tay này mình sẽ tiếp câu chuyện để cho các bạn cài tool, các bạn yên tâm bên mình. Rồi tài cộng hơn 900.000 này. Thì tí nữa mình lại đánh có bao nhiêu tiền nó báo tool, nó báo về tài hay về xỉu, mình lại đánh all in tất vào số tiền này, vào tài và hoặc là vào xỉu sau khi tool nó báo các bạn nhá. Đây cùng chờ cái tay tiếp theo xem tool nó báo tài hay báo xỉu này. Cứ nháy xanh mình đánh tài, nháy đỏ mình đánh xỉu. Bởi vì đây là cái phần mềm, đây nháy xanh này, có bao nhiêu tiền? Hơn 900.000 nháy xanh này, nháy tài này. Mình đánh tất vào tài. Rồi, đặt all in tất vào tài này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Thế các bạn lưu ý là đây là cái tool mình, nó có thể lách được tất cả các thuật toán game tài xỉu và game sóc đĩa. Đấy, tất cả những thuật toán của chúng nó bên mình đã lách được tất cả thuật toán. Thì đây là cái phần mềm tiên tiến nhất. Thì các bạn lưu ý khi các bạn cài đặt tool nhà mình thì các bạn chỉ đặt cần đặt cọc cho mình từ 100-200.000. Tức là tại sao lại các bạn lại rất nhiều bạn lại hỏi mình tại sao phải đặt cọc? Vì lý do là rất nhiều người cài đặt xong trêu đùa mình. Đấy. Nên là cái mình cài rất mất công, 100-200.000 này mình của các bạn mình không thể giàu được. Các bạn phải hiểu như vậy. Các bạn đặt 100-200.000 chỉ là cái tiền mình thấy các bạn thiện chí, có thiện chí mua hàng, có thiện chí muốn cài tool. Đấy, thì các bạn rồi, tài các bạn hiểu chưa? Đấy. Đấy, mà cộng 1.850.000 này, thì tí nữa 1.850.000 mình lại đánh hết các bạn nhá. Thì khi mà các bạn cài tool thì mình phải thấy các bạn có thiện chí thì mình mới cài, đỡ mất thời gian, đỡ mất công sức. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Chứ mình cài cho các bạn xong rồi chờ kết quả xem nó báo gì này. Tool xem báo tài báo xỉu. Rồi, tool nháy xỉu rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Có bao nhiêu tiền mình đánh tất vào xỉu nhá các bạn nhá. Rồi, đánh 1.850.000 vào xỉu, tí nữa cộng thành hơn 3.600.000 hay bao nhiêu ấy. Thì các bạn lưu ý này, mình tiếp tục câu chuyện ấy, là cái chuyện đặt cọc. Rất rất nhiều bạn là không muốn đặt cọc. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn muốn cài trước, sau đó dùng thử cả một ngày các bắt đầu mới chuyển tiền cho mình, tiền cài. Không được các bạn ạ. Các bạn ít nhất các bạn phải đặt cọc cho mình 100-200.000, sau đó mình cài đặt cho các bạn xong, ok đúng như trong clip, thì các bạn phải thanh toán hết cho mình. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Giao dịch mình làm ăn chứ không phải là mình đi làm việc thiện, là mình cài cho các bạn không công. Các bạn rất rất nhiều những câu hỏi thì các bạn cũng phải hỏi lại ngược lại mình, chính mình là người bán, người ta cũng phải có công chứ. Rồi xem phải xỉu không nhá. Rồi cộng xỉu 3.600.000 các bạn nhìn chưa. Tất cả các thực hiện các cú đánh mình đều đánh all in hết. Các bạn có lưu ý
một nút 3 chấm này để thoát ra ngoài và nó sẽ chọn lại các game. Rồi cảm ơn các bạn xem clip. Chào tất cả anh em đang chơi cái môn chơi bầu cua và môn chơi tài xỉu anh em nhé. Thì hôm nay công ty mình có đồ mới giới thiệu cho anh em cái thiết bị để giúp anh em chiến thắng tuyệt đối cái môn chơi bầu cua và môn chơi tài xỉu bịp. Khi mà anh em không thể đưa được nắp đĩa hay là quân hột vào trong những cái sòng sới của anh em, làm sao anh em có thể bịp được? Hôm nay giới thiệu cho em cái thiết bị ghi nhớ mặt hột K68, nó có thể đánh được bộ môn bầu cua và bộ môn tài xỉu anh em nhé. Thì cái thiết bị này nó rất là nhỏ gọn. Đây này, đây là cái hộp của thiết bị K68 nhập trực tiếp từ Đài Loan về anh em nhé. Thì cái thiết bị này nó nhỏ gọn, chỉ bằng hai đốt tay thôi anh em ạ. Thì khi mà anh em đi chơi, anh em biết trước là người ta chơi hột giấy hay là hột xốp anh em nhé. Anh em chỉ cần bật cái phần laser để nó ghi nhớ cái mặt hột và nó sẽ báo rung theo cái nhịp độ cho anh em. Thì cái nguyên lý hoạt động thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cho anh em về hiểu về cái nguyên lý hoạt động của nó, tại sao nó có thể đánh được cả bầu cua và cả tài xỉu anh em nhé. Thì ở đây mình có những cái hột chợ này, đấy, nắp chợ và đĩa chợ đây này, đấy, người ấy ngẫu nhiên 3 hột. Thì tí nữa cuối clip thì tôi sẽ cắt cái bộ hột này ra để chứng minh cho anh em là hột nó hoàn toàn là xanh chín anh em nhá, hột chợ hết. Thì khi đi chơi anh em chỉ cần duy nhất cái máy laser K68 này, anh em đi chơi có cái công tắc em gạt đây này, đấy, gạt công tắc đây này, anh em giữ cái nút laser đấy để nó ghi nhớ cái mặt hột. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó là theo cái nguyên lý mà tôi đã để ở đây. Anh em muốn mặt nào nó rung một tiên một thì là anh em đặt mặt đấy đầu tiên. Chẳng hạn như trên tờ giấy tôi muốn mặt bầu rung một này thì tôi đặt mặt bầu đầu tiên này. Đấy, từ 2 đến 3 giây nó rung một cái này. Đấy, nó rung một cái thì anh em chuyển sang mặt con cua này, tức là nó đã ghi nhớ được này. Đấy, chuyển sang mặt con cua thì nó báo rung hai cái. Thì anh em đã xong cái mặt con cua, anh em chuyển sang mặt con tôm này. Đấy, con tôm này. Chuyển sang mặt con tôm để nó ghi nhớ mà nó báo rung ba cái ở trên tay tôi đây. Báo rung ba cái thì anh em chuyển sang mặt con cá này. Con cá này. Khi mà chuyển sang mặt con cá nó sẽ báo rung đủ là 4 cái, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, chuyển sang mặt con gà, đấy, nó sẽ báo rung 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5 anh em nhá. Con nai cuối cùng này, nó sẽ rung 6 cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, thì đây là cái hột mà mình vừa quét, đấy, thì những cái hột này nó giống cái hột này. Những cái hột này là cái hột giấy này, nó giống nhau này. Đấy, chẳng hạn như anh em vừa quét cái hột này, anh em không cần chơi nhất thiết cái hột này, anh em bỏ cái hột này đi này. Đấy, tôi vứt cái hột này đi này. Rồi, chẳng hạn như tôi cắt luôn hột này ra cho anh em xem này, hột giấy này. Đây là chất liệu hột giấy anh em nhá. Đấy. Thì tí nữa mình cũng sẽ cắt cái hột này. Anh em chỉ cần quét cho nó ghi nhớ những cái mặt hột giống nhau này. Đấy, nó sẽ báo rung cho anh em biết. Sau đó khi nó ghi nhớ anh em tắt cái nút laser đi. Thì bây giờ mình sẽ để nó ra cái bát để anh em cùng nghe và cùng cảm nhận cái nguyên lý hoạt động của nó. Đây này. Khi mà hột nó không chuyển động ấy thì là nó sẽ không báo rung, nhưng mà hột nó chuyển động này, thế tôi lật sang mặt con cua, con bầu này, đấy, thì nó sẽ báo rung một cái, đấy anh em nhé, kèm theo đó là tín hiệu nó báo về. Bây giờ mình sẽ để đúng cái nguyên lý hoạt động của nó ra đây cho anh em cùng nghe và cùng cảm nhận anh em nhé. Đấy, thì hột nào mà nó chuyển động mà gần với nó nhất thì nó sẽ báo rung, đấy, nó sẽ ngẫu nhiên là ba hột này, chẳng hạn như là hột nào gần với nó nhất, chẳng hạn mặt con tôm gần với nó nhất này thì nó sẽ rung ba cái này, một này, hai này, ba cái này anh em nhìn thấy chưa. Bây giờ mình sẽ lắc thử một vài cái bạc này. Trước khi lắc thì tôi sẽ xoay qua cái đèn flash để cho anh em là biết là cái nắp hột này, này đĩa này là xanh chín anh em nhá. Tí hột thì tí nữa mình sẽ cắt rồi đĩa này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, rất là xanh chín nhá. Anh em đến nhà tôi có thể mang nắp đĩa quân hột qua thử thoải mái. Đây mình sẽ lắc qua một vài cái bạc này. Đấy, dùng một này, dùng một thì 100% là có con bầu rồi anh em nhá, đánh 50 triệu bầu này, hai bầu một cá anh em nhá. Lắc tiếp này. Đấy, chỉ cần chờ nó báo rung thôi, một này, hai này, ba này, bốn này, bốn anh em nhá, bốn là con cá, 100% là con cá rồi, đánh trực tiếp vào mặt cá 20 triệu này, hai cá và một cua anh em nhé. Em nhìn đây, tôi lại lắc tiếp nhá, lắc vài ba cái, xong rồi mình sẽ anh em lắc mạnh các bạn, lắc mạnh lắc nhẹ đều được hết anh em nhá. Dung hai anh em nhá thì chắc chắn là nó sẽ có cua rồi, mở này, một cua một gà một cá anh em nhá. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi và tí nữa mình sẽ chuyển sang chế độ đánh tài xỉu, mình cắt cái bộ hột ra cho anh em xem này, chứng minh cho anh em là hột này hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Đây, em nhìn thấy chưa, hột không có một cái gì cả. Này, hột này, hột chợ này. Đấy, hột chợ này.
Em nhớ nắp đĩa thì là xanh chín rồi. Anh em đến nhà tôi anh có thể mang nắp đĩa quân hột qua trực tiếp cửa hàng tôi thử thoải mái anh em nhé. Rồi, đây là môn chơi bầu cua. Còn đến môn chơi tài xỉu, thế đây mình có cái nước muối này, mình sẽ thả ngẫu nhiên những cái hột chợ này vào. Đấy, anh em ngẫu nước hột nào nổi đấy thì là hột chợ hết anh em nhá. Đây, anh em nhìn chưa này. Đấy, mình sẽ gắp ngẫu nhiên 3 hột ra để mình thử cho anh em, lắc thử cho anh em. Nắp đĩa quân hột thì hoàn toàn nó là xanh chín rồi anh em nhá. Đây này, tôi xoay qua đĩa này, em nhìn như này. Đĩa này. Nắp này. Nắp này là nắp 5.000 mua ngoài chợ. Anh em đến cửa hàng tôi có thể mang nắp đĩa quân hột qua thử thoải mái. Đây mình gắp ngẫu nhiên 3 hột ra mình sẽ thử nhanh cho anh em. Đây. Thử nhanh cho anh em nhé. Bầu cua và tài xỉu. Đây. Thì cái nguyên lý để anh em có thể chơi được cái môn chơi tài xỉu thì anh em lưu ý cho tôi này. Anh em chỉ nên là cho nó ghi nhớ đúng cái mặt lục thôi, hoặc là đúng cái mặt nhất thôi. Thì khi nào có lục thì anh em đánh tài, khi nào đánh có nhất anh em đánh xỉu anh em nhé. Đây này, mình sẽ đặt cái mặt lục lên này. Nó sẽ báo rung một cái nhé. Đấy. Đấy, nó sẽ báo rung một cái. Anh em lưu ý là bây giờ cứ có lục là nó rung, còn không có lục là nó không rung anh em nhé. Bây giờ tôi để ra cái bát này. Đấy. Để cùng anh em cùng nghe và cùng cảm nhận anh em nhé. Bây giờ mình sẽ lắc luôn này. Máy báo rung thì chắc chắn là có lục rồi anh em nhá. Tôi đánh tiếng này vào tài này anh em này. Đánh vào tài này, không biết là nó có phản hay không như đánh vào tài trước này. Đấy, tỷ lệ ăn là của nó là trên 80%. 6-5-1 tài rồi anh em nhá. Cứ có lục là nó báo, còn không có lục là không báo. Không có lục là không đánh anh em nhá. Lắc mạnh lắc nhẹ đều được hết. Không báo rung thì chắc chắn là không có lục rồi. Một là anh em có thể đánh xỉu, hai là anh em bỏ anh em nhá, hoặc là đánh ít tiền. Đây này. Đấy này. Vẫn là tài nhưng mà không có lục anh em nhá. Nhìn thấy chưa? 3 5 3. Đấy, tôi lắc tiếp nhá. Rất đơn giản, rất dễ chơi. Không có lục lại chắc chắn nó là một, anh em có thể đánh. Tỷ lệ ăn của nó 80% là xỉu rồi. Mở này. Đây, vẫn là tài nhưng mà 2 4 5. Đấy, cái tỷ lệ của tài xỉu nó chỉ được như vậy thôi anh em nhá. Không có lục anh em ạ, không báo rung thì chắc chắn lại đánh vào xỉu rồi. Mở này. Đây, 5 5 2 này là tài này. Lắc tiếp này. Đấy, nó chỉ báo được lục thôi anh em nhá. Đấy, rung một này thì chắc chắn là bên trong nó có lục rồi. Tiếng này nó đánh vào trực tiếp vào tài này. Mở này. Đây, tài này. Đấy, tỷ lệ ăn của nó này 6 3 3. Thì anh em lưu ý là cái tỷ lệ anh em này là anh em phải chấp nhận anh em nhá. Đấy, thì nguyên lý của hoạt động của cái bộ môn K68 là như vậy. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhá.